back again. Chào các bạn, hôm nay mình làm bài này chia sẻ đến các bạn là tiếp theo bài ngày hôm qua là mình giới thiệu là thiết lập khổ trang giấy cho Corel. Thì hôm nay mình sẽ làm lại bài ngày hôm qua và sẽ giới thiệu thêm đến các bạn một số công cụ dùng để thiết kế trong Corel. Thì đầu tiên các bạn vào trong file và chọn New. Và sau đó các bạn chọn một cái tên ở đây. Dù như ở đây tôi sẽ đặt tên là thiết kế sản phẩm. Thì cũng tương tự như ngày hôm qua và hôm nay mình làm lại cái phần thiết lập lại ở đây. Và ở đây tôi chọn là CMYK. Thì ở đây là default RGB có 3 màu, còn CMYK thì nó có 4 màu. Thì để hiểu rõ hơn thì tôi sẽ chia sẻ đến các bạn những cái bài hướng dẫn sau. Sau đó thì chọn là CMYK và sau đó tôi chọn là khổ giấy. Thì ở đây có rất nhiều khổ giấy và các bạn sẽ chọn ra một khổ giấy để các bạn thiết kế. Thì thông thường các bạn thiết kế trên những khổ giấy A3 và A4, đó là những khổ giấy mà khổ giấy nhỏ. Thì ở đây tôi chọn là khổ giấy A3 và đây tôi sẽ chọn là cm. Thì khổ giấy A3 nó có kích thước là 29.7 và 42.0. ở đây là bề ngang của khổ giấy và đây là chiều đứng của khổ giấy. Thì chúng ta đã thiết lập xong cái phần reset này. Thì ở đây nó đã hiển thị là Remedy Color Mode là CMYK và DBI đó là 300. Thì tất cả ở phần Review Mode thì các bạn sẽ chọn là mặc định như là chương trình. Và ở đây nếu như các bạn không muốn cho nó hiện lại cái hộp thoại này thì các bạn check vào đây. Khi các bạn sử dụng trở lại thì nó sẽ không còn xuất hiện hộp thoại này nữa. Thì ở đây tôi sẽ không check vào đây và tôi chọn là OK để tạo một trang giấy mới. Thì ở đây các bạn nhìn thấy là giao diện của phần mềm Corel nó đã xuất hiện những thanh menu ở đây. Và thanh bên đây là thanh tool, là thanh công cụ. Và ở bên tay phải của các bạn đó là những hệ màu. Thì ở trong hệ màu này các bạn để ý, các bạn thấy một cột màu ở đây, nhưng ở bên trong nó còn thêm nhiều cột màu nữa. Ví dụ như các bạn chọn vào ở mũi tên ở đây, các bạn chọn ra thì nó rất là nhiều màu ở đây các bạn chọn. Ở đây là hệ màu CMYK, là hệ màu này là dùng để là thiết kế trên sản phẩm bao bì hoặc là thiết kế những poster, card visit, vân vân, thì nó phù hợp cho hệ màu này. Còn RGB thì các bạn không phù hợp cho trường hợp mà chúng ta sử dụng ở đây. Còn ở bên tay trái của các bạn là những thanh công cụ là hỗ trợ cho việc thiết kế. Và ở trên thanh đây là thanh menu, nó hỗ trợ trong việc là xử lý những cái hình ảnh như là 3D rồi Gaussian Blur. Thì nó cũng tương tự như phần mềm Photoshop. Thì ở phần này thì tôi sẽ chia sẻ cho bạn bài tiếp theo là những bài sau. Và đây là Effect Blend màu. Thì tất cả những công cụ ở đây nó hỗ trợ trong thanh menu này. Và bên đây là các bạn nhìn thấy, nếu như các bạn nhìn thấy, các bạn chọn vào đây, click vào đây một lần thì nó sẽ không hiện ra thanh công cụ ở đây. Và các bạn chọn vào trong biểu tượng này và các bạn giữ chuột trái như thế này, nó sẽ hiện ra cho các bạn là nhiều cái công cụ để các bạn lựa chọn. Và mặc định công cụ ở đây là Chopper, các bạn nhìn thấy là F10 ở đây đó. Ví dụ như các bạn làm thao tác nhanh thì các bạn chọn kiếm F10. Nhìn thấy ở đây là lệnh crop. Thì tương tự cũng như trong Photoshop là cắt cúp hình ảnh. Và đây là zoom khổ giấy.
là các bạn thiết kế, ví dụ như các bạn thiết kế nhỏ quá thì chúng ta zoom to lên để chúng ta nhìn thấy. Thì phần này các bạn làm thì các bạn sẽ thấy rõ hơn. Ví dụ như ở đây, tôi chọn vào đây khẩu giấy lúc này nhỏ như thế này, và tôi kéo từ ở trên tôi kéo xuống thì lập tức khẩu giấy nó sẽ to lên như thế này. Và ở đây các bạn nhìn thấy nó cũng tương tự như là sử dụng phần mềm Photoshop, là ở đây là Pen Tool, nhưng các bạn tùy theo các bạn sử dụng quen công cụ nào thì các bạn sử dụng công cụ đó. Ở đây các bạn sử dụng là công cụ Pen Tool và PC ở đây. Thì những cái phần công cụ ở đây tôi sẽ chia sẻ đến các bạn sau về cách sử dụng công cụ ở đây. Thì các bạn nhìn thấy ở đây là cọ rết, đây những cái đường rết tạo ra những cái hiệu ứng. Và đây những cái hình để chúng ta thiết kế hình vuông, hình tròn, hình chữ nhật vân vân. Ví dụ như ở đây tôi chọn vào đây là rectangular, thì phím tắt nó là F6. Các bạn có thể vẽ ở đây hình chữ nhật, các bạn có thể vẽ hình vuông là như thế. Và đây là hình tròn ellipse, các bạn có thể vẽ hình như thế này, và các bạn có thể vẽ từ tâm ra hoặc từ đỉnh xuống. Ví dụ như đây tôi sẽ vẽ từ tâm ra đây, các bạn nhìn thấy tôi vẽ từ tâm ra đây. Và ở đây thì nó chứa rất nhiều công cụ. Thứ nhất là polygon đây. Ví dụ như các bạn nhìn thấy là ngũ giác, khi mà các bạn chọn công cụ từ trên xuống thì các bạn nhìn thấy nó là xuất hiện là ngũ giác như thế này, là ngũ giác. Nếu như các bạn muốn thay đổi thành là tam giác thì các bạn sẽ thay đổi ở đây, tôi sẽ nhập vô đây là 3 thì nó sẽ ra hình tam giác. Và ở đây tôi sẽ cho là lục giác thì nó sẽ ra như thế nào đó. Thì tùy theo các bạn sử dụng, các bạn có thể tăng lên sử dụng vào những mục đích khác nhau. Và ở đây các bạn nhìn thấy biểu tượng là star, là ngôi sao, thì các bạn có thể vẽ vào đây là ngôi sao. Thì cũng tương tự như là phần ngũ giác thì chúng ta sẽ nhìn thấy ở đây là ngôi sao 5 cánh. Và ở đây các bạn nhìn thấy có 5 cánh ở đây. Ví dụ như tôi cho là 6 cánh thì tôi sẽ tăng lên, tôi cho 7 cánh nó sẽ tăng lên, 8, 9, 10 nó sẽ tăng lên như thế này. Và các bạn lưu ý một điều, ở bên trong ở đây thì các bạn nhìn thấy những cái cạnh ở bên trong đây, các bạn muốn cho nó dời xa ra ngoài này một chút hoặc là vào trong một chút thì các bạn chọn vào vị trí này. Ví dụ như ở đây tôi cho là 25, các bạn nhìn thấy nó sẽ thay đổi này. Ví dụ như ở đây tôi cho là 10 thì các bạn nhìn thấy nó sẽ thay đổi. Và ở đây tôi cho là 50 thì nó như thế này. Và tôi cho ở đây là ngôi sao 5 cánh thì tôi nhập đây là số 5. Và tiếp theo các bạn nhìn thấy ở đây là Contesta, thì các bạn nhìn vào đây và các bạn vẽ nó sẽ cho những hình như thế này. Thì cũng tương tự như là hình ngôi sao vậy, như thế này. Thì nó có là 9 cánh ở đây, thì các bạn nhìn thấy là những phần nó sẽ cho ra ngoài và cho vào trong như thế này đây. Ví dụ như ở đây tôi sẽ cho là 3 thì nó sẽ cho vào trong, tôi cho đây là 1 thì nó sẽ cho ra ngoài, và tôi cho đây là 2 thì nó sẽ vào trong. Và ở đây tôi có thể tăng lên, ví dụ như đây là 9 cánh thì tôi tăng lên là 10 cánh, 11, 12, 13, 14 như thế này. Phần này tôi sẽ chia sẻ đến các bạn sau. Và những phần này thì bạn nhìn thấy là chúng ta sẽ vẽ vào những cái biểu tượng hình như thế này và hình như thế này. Thì đây là những phần mà cơ bản nhất khi mà chúng ta vẽ những đường thẳng và những hình oval, hình chữ nhật, hình vuông, hình tròn. Thì những công cụ này
sẽ hỗ trợ cho việc thiết kế. Thì các bạn đã thấy được những phần ở đây là những cái công cụ thường sử dụng nhất là những phần này đây mà mình đã giới thiệu cho các bạn. Và điều đặc biệt nhất đó chính là các bạn để ý ở đây, khi mà các bạn nhìn thấy vẽ ở đây rồi, cái đường line này, đường này chúng ta muốn cho tăng kích thước lên thì chúng ta nhìn thấy ở đây vị trí này là đường line nó là 0.5, thì các bạn có thể cho tăng lên như ở đây, các bạn sẽ cho tăng lên là 1, là 2, tùy theo các bạn xử lý và tùy theo các bạn áp dụng vào trong thực tế mà các bạn làm. Thì ở đây tôi cho lớn lên. Đây tôi sẽ cho như thế này. Thì đây mình làm minh họa cho các bạn thấy là những ứng dụng ở đây là sau này sẽ giúp cho các bạn những mẫu thiết kế đẹp mắt. Và mình chia sẻ đến các bạn là các bạn sẽ áp dụng vào thực tế. Các bạn nhìn thấy ở đây là những đường line. Nếu như các bạn sử dụng đường line cho nó mịn hơn thì các bạn chọn là highlight để cho cái đường line này nó mịn hơn. Và đây là chúng ta đã sử dụng biết cách là lấy ra những hình như thế này và biết cách cho đường line ở đây. Và bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ tô màu cho những hình này. Thì ở đây các bạn nhìn thấy hình này ở đây thì chúng ta sẽ tô màu. Bây giờ tôi sẽ làm ví dụ cho các bạn thấy một màu nào bất kỳ, một màu bất kỳ. Ví dụ như đây tôi tô là màu đỏ. Thì các bạn nhìn thấy màu đỏ là tô ở bên trong, còn ở bên ngoài cái viền này thì các bạn lít chuột bên tay phải thì sẽ tô cái viền ở bên ngoài này. Ở đây ví dụ như đây tôi sẽ tô màu xanh cái viền ở bên ngoài thì tôi lít chuột phải. Và cũng tương tự như những hình khác, ví dụ như đây tôi tô màu vàng và bên ngoài tôi sẽ tô màu đỏ như thế này. Và ở đây tôi sẽ tô màu, ví dụ như đây tôi sẽ tô màu xanh, và ở vòng ở ngoài này tôi sẽ tô màu vàng như thế này. Và ở đây tôi sẽ tô màu xanh này, và tôi sẽ tô lại là một màu này như thế này. Ví dụ như các bạn muốn tô hết tất cả các màu thành một màu một lần một thì các bạn chọn từ ở trên chọn xuống đây một khối như thế này, thì các bạn tô hết ở đây. Và các bạn có thể lít chuột bên tay phải và các bạn sẽ tô viền cho nó, còn lít chuột bên tay trái thì các bạn sẽ tô vào bên trọng tâm của những hình này. Bây giờ tôi sẽ lít chuột vào bên tô viền như thế này. Thì các bạn đã thấy được những cái phần mà chúng ta đã tô màu ở đây. Và bây giờ đến bước tiếp theo đó là chúng ta sẽ làm như thế nào để xoay được, phóng to hình này ra và thu nhỏ hình này. Thì bây giờ các bạn sẽ mặc định là chúng ta thiết kế xong, làm xong như thế này thì bình thường. Nhưng chúng ta muốn thay đổi hình này lớn lên thì chúng ta sẽ chọn vào vị trí này đây. Và chúng ta có thể di chuyển nó bằng cách là chúng ta chọn vào tâm này đây. Chúng ta sẽ di chuyển nó. Và sau đó các bạn thấy những cái cạnh này, các bạn chọn vào đây thì nó sẽ cho chúng ta là phóng lớn lên, phóng lớn ra như thế này. Và nếu như các bạn muốn phóng đều các cạnh hoặc là thu nhỏ các cạnh lại thì các bạn giữ shift sẽ thu đều nó lại như thế này. Các bạn giữ shift phóng to nó ra. Và các bạn muốn xoay hình thì các bạn click vào đây để nó chuyển thành là bốn góc như thế này, thì các bạn chọn vào góc này đây, các bạn xoay nó. Ví dụ như đây tôi chọn là hình vuông này đây, và tôi muốn xoay nó ở đây, tôi muốn xoay nó. Và ở đây các bạn nhìn thấy cái mũi tên ở đây nó hướng về mé bên tay phải, thì tôi muốn cho mũi tên cái mũi này nó quay về mé bên tay trái. Thì các bạn sẽ làm như sau, các bạn nhìn thấy ở trên phần này
các bạn chọn vào đây thì các bạn sẽ cho nó lật lại về phía bàn tay trái. Và các bạn muốn lấy nhiều cái mũi tên ra nữa thì các bạn chọn vào đây, và các bạn muốn lấy vào những cái mũi tên nào thì các bạn đem xuống. Ví dụ như đây, tôi chọn ở đây đó. Và sau đó các bạn chọn vào đây và các bạn vẽ nó thì nó sẽ được hình như thế này. Và sau đó tôi sẽ tô màu cho nó như thế này. Và nếu như các bạn không muốn là để cái viền thì các bạn chọn vào đây và các bạn lít chuột phải lên cái ô này là nó sẽ mất cái viền như thế. Thì hôm nay mình chia sẻ đến các bạn là những công cụ thường dùng nhất trong phần mềm Corel Draw, và những phần này sẽ hỗ trợ cho việc thiết kế cũng như tạo những mẫu thiết kế. Các bạn cần phải nắm những công cụ như thế này để các bạn làm việc. Và tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho các bạn về những công cụ hỗ trợ cho việc làm những cái hiệu ứng. Thì bài chia sẻ hôm nay đến đây là hết. Nếu như các bạn thấy video của mình hữu ích thì các bạn hãy chia sẻ cho nhiều người cùng xem, và hãy đăng ký kênh của mình để nhận được những chia sẻ từ những video của mình. Thân ái chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong buổi chia sẻ tiếp theo. Hey.